Là cách nhìn xuyên lá bài nha các bạn. Bài này nó có một cái bí mật này các bạn, đó là mình nhìn mặt sau mình biết được mặt trước của các lá bài. Đó, thì ví dụ ở đây mình sẽ nhìn vào những cái móc câu này các bạn thấy không? Đó, móc câu này. Thì bạn thấy là tự nhiên ở cái chỗ này nè, nó bị mất đi cái quằn quằn ở đây thấy không? Thì mình đếm 1 2 3 4 5 thì con này là con 5 này. 5 bích này. Đó, thì ở đây nó cũng bị mất một cái này không? Đó, 5 bích. Ngày gặp em anh cứ tưởng là tình yêu bất diệt. Giờ nghĩ lại mới biết, đấy là tình yêu chết tiệt không sai.